căn nhà xây thôi các bạn. Đó. Ở đây có những căn nhà xây như thế này thì thuộc dạng gọi là khá giả rồi. Vừa nói là nhà cửa của người dân ở đây, đây có những căn nhà sân thì sân đất đó các bạn ha. Trời mưa xuống thì đi vô đi ra trong nhà xin lầy luôn á, không biết ở trong nhà thì người ta có đổ nền xi măng hay là lát đá gì không, lát gạch gì không. Ngày xưa xuống đây có nhiều căn nhà người ta ở trong trong nhà mà vẫn còn là nền đất đó các vị. Kính thưa quý vị, hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại xã Tà Nút. Đây là một xã vùng sâu vùng xa của thành phố Đà Lạt đó quý vị ha. Hôm qua mình cũng có làm một cái video ở trung tâm xã này rồi, chạy sâu sâu vào trong những cái bản làng, những cái con hẻm trong kia. Thì hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi sâu xuống dưới mê linh á, đi vào thăm một cái thôn làng, xem thử đời sống của người dân hiện tại bây giờ ra sao. Cách đây hơn 10 năm trở về trước thì mình cũng có ghé vào. Lúc đó thì đường xá với nhà cửa, đời sống người dân phải nói vô cùng khổ luôn. Tại vì lúc đó phải nói điện đài, rồi đường xá nó rất là khó khăn, đường đất không có bị khó đi. Chắc có lẽ bây giờ quay lại nó sẽ được thay giá đổi thịt rồi. Hy vọng là như vậy. Bây giờ chúng ta cùng đi thôi quý vị. Bây giờ chúng ta đi qua cái cầu bên kia là thuộc về Nam Ban của Lâm Hà rồi quý vị ha. Đây là suối Cam Ly đây quý vị nè. Cam Ly ở trên kia, trên phố nó chảy về đây. Đó. Nó chảy về dưới này và nó cứ men theo những con suối như thế này, nó chảy về nhập vào sông Đồng Nai luôn. Mỗi lần ở trên phố mà mưa to á, nước nó đổ dồn về đây thì khu vực ruộng vườn của người dân ở dưới này nó bị ngập lụt cũng khá là nghiêm trọng đó quý vị. Lâu lắm rồi mình không có vô cái thôn này để mình tìm cái đường đi vô. Ở bên phía tay phải của chúng ta có một cái con hẻm, con đường nhỏ với cái bảng khu phố văn hóa là rẽ phải chạy sâu vào trong nữa. Còn theo hướng này chúng ta chạy thẳng là về Nam Ban, về Lâm Hà luôn quý vị. Đây là xã Mê Linh thuộc huyện Lâm Hà. Không biết có phải đi vô con đường này không ta? Rồi mình nhớ ngày xưa có một cái bảng khu phố văn hóa ở đây này. Hơn chục năm rồi mình không còn đi vào lại thôn này cho nên chỉ nhiều lúc còn bỡ ngỡ. Mới ngoài này thôi mà quý vị có thể thấy đường xá nó phải hư hại và khó đi như thế này rồi. Mình đi sâu vào bên trong chắc nó còn khó đi hơn nữa. Qua đây một cái là thấy khí hậu nó khác hẳn lên quý vị. Thấy nắng nó xuống nó hầm hập trong người rồi. Nóng hơn hẳn lên. Về đây mới đúng là cái nắng cái gió của Tây Nguyên này. Còn trên Đà Lạt thì rất là mát mẻ rồi. Đi theo cái con đường này đi.
không nhớ là nó đi theo con đường nào để vô thôn. Nhưng mà thôi, cứ theo con đường lớn để đi vô. Nói chung mình để lang thang về những cái vùng nông thôn như thế này để cho quý vị anh chị và các bạn có thể hình dung được nông thôn của Tây Nguyên cũng như của Lâm Đồng sát nách Đà Lạt, vùng ven Đà Lạt đó quý vị ha, nó sẽ như thế nào đó. Những cái vùng như thế này chắc có lẽ rất là nhiều người chưa từng đến bao giờ. Ở đây từ phố về nông thôn nó khác hẳn lắm quý vị ha. Xe này nó chạy rồi. Mình phải chạy nhanh sâu vào bên trong chứ cứ rề rề là tới trưa luôn quý vị. Đây quý vị thấy đất đai và bất động sản vùng ven của thành phố Đà Lạt, người ta nói như vậy đó, người ta dùng cái thuật ngữ như vậy đó quý vị ha. Thì vùng ven của thành phố Đà Lạt là nó như thế này đây đó, quý vị thấy chưa. Chúng ta có dám mua đất mua đai ở đây mà nghỉ dưỡng hay không? Tuy nhiên có nhiều người mua đóng cọc và quay tường bao lại rồi quý vị này, người ta để đó thôi. Nếu như mà quý vị có mua thì chắc có lẽ cũng để đầu tư mua đi bán lại để kiếm lợi thôi, cho về ở khu vực dưới này chắc chưa chắc những ai đủ can đảm để về dưới này ở. Đấy. Tại vì nhà cửa thưa thớt, tiền ít thì nó không có, không bằng đầy đủ giống như ở thành phố đâu. Đấy, ở nghỉ dưỡng dưới này thì quý vị thấy đâu, thiên nhiên nó có ruộng có vườn để trồng đủ thứ các loại cây luôn. Nhưng mà nhiều người chắc có lẽ ở được vài năm rồi cũng bỏ chạy mất dép luôn, vì không có quen đâu quý vị. Nhưng bản thân mình cũng vậy, ở trên phố em rồi bây giờ cho về khu vực dưới này để mà ở đấy, thì lúc đầu cảm thấy thật rất là thích, nhưng mà không biết trong tương lai vài năm sau thì nó có bám trụ lại được không, hay là tiếp tục đi về phố. Chạy vào trong những khu vực như thế này không có rừng đâu quý vị ha, toàn là vườn tược cà phê không á. Đấy quý vị có thể thấy là đồi núi, nhưng mà đồi cà phê đâu quý vị, không phải là đồi núi để có rừng đâu, không có một cây thông luôn quý vị. Vùng này người ta trồng cà phê phải nói bạc ngàn luôn. Đây con dốc cũng khá là cao nha.
Ở đây mà lên tới trung tâm thành phố Đà Lạt tầm khoảng 20 cây số rồi quý vị. Đi tầm 30 phút là tới thôi. Nói chung cũng khá là gần. À đây quý vị, đây là khoai lang này, người ta trồng rất là nhiều, đem lên bán lên chợ Đà Lạt đó. Ở dưới củ rất là nhiều luôn đó chứ. Cái lá của khoai lang này là người ta đem về để chăn nuôi, có thể cho bò, cho heo, cho lợn ăn đó. Còn củ thì người ta làm thực phẩm cho con người. Chỉ lang đáp vài một căn nhà ở như thế này quá buồn luôn. Nhưng mà không sao, tại vì người ta sống quen rồi. Mình ở thành phố thì mình đi ra đường là đầy đủ tiện nghi, nó quen rồi quý vị. Còn về những vùng như thế này thì chỉ có những người mà họ ở từ đời này qua đời nọ thì họ mới quen thôi. Có tiền về đây mua vài hecta rồi để đó cho người ta thuê làm vườn. Sau này 10 năm sau nó sẽ tăng lên rất là nhiều luôn đó quý vị ha. Nói chung là địa bàn ở trong này á, mình đi cả ngày cũng không hết luôn quý vị. Nó cứ vòng vèo, nó thông từ khu vực này qua khu vực kia, rất là rộng luôn á. Hồi trước mình đi vào đúng cái thôn này đây, chỉ là một con đường đất, nếu trời mưa là xình lầy rất là khó đi luôn quý vị. Ở dưới mà bò lên được con dốc ở trên kia với con đường đất xình lầy rất là khó khăn luôn. Bây giờ người ta đã đổ đường bê tông, đường nhựa vào rồi, đi lại nó cũng dễ dàng thuận tiện hơn rồi quý vị, hơn rất là nhiều rồi. Ngày xưa ở trong này nhà cửa của bà con phải nói rất là lác đác luôn, nhà nó ở trong này dạng nhà gỗ, nhà tôn thôi quý vị. Bây giờ nhìn xa xa đã thấy những căn nhà xây kiên cố và to lớn rồi. Bây giờ phải nói cuộc sống bà con ở trong này được nâng lên một tầm cao mới rồi quý vị, không còn nghèo nàn lạc hậu với lại khó khăn giống như ngày xưa nữa đâu. Đường xá phải nói thông thoáng quá trung tuyệt vời rồi đó, nhà cửa của bà con bây giờ quá đẹp luôn rồi quý vị. Bản làng của bà con ngày xưa vào đây 10 năm trở về trước vào đây mà nó rất là heo hút luôn. Ngày xưa đường ở đây là đường đất thôi quý vị ha. Giờ đổ bê tông đường xá ngon lành hết rồi.
và trong này là đường đất rồi. Và trong này là cuối bản làng rồi quý vị. Ở đây gọi là trung tâm của cái thôn này. Và những căn nhà này là nằm mặt tiền đường. Đấy. Còn đi sâu vào trong những con hẻm, những nương rẫy nữa, thì có lẽ đời sống của người dân nó còn vất vả hơn. Quý vị có thể thấy có nhiều căn nhà khá là tạm bợ và rách nát. Chỉ có vài hộ ở những căn nhà xây thôi quý vị ạ. Ở đây có những căn nhà xây như thế này thì thuộc dạng gọi là khá giả rồi. Vừa nói là nhà cửa của người dân ở đây, có những căn nhà sân thì sân đất đó quý vị ha. Trời mưa xuống thì đi vô đi ra trong nhà xin lầy luôn á, không biết ở trong nhà thì người ta có đổ nền xi măng hay là lát đá gì không, lát gạch gì không. Ngày xưa xuống đây có nhiều căn nhà người ta ở trong trong nhà mà vẫn còn là nền đất đó quý vị. Nhìn vào bên trong thì vẫn là nền đất. Trời mưa gió thì nó cũng khá là dơ. Như vậy thì bà con ở đây nó vẫn còn khá là khó khăn lắm quý vị. Tuy nhiên người dân ở đây á, họ sống rất là tình cảm luôn. Nếu như mà mình có quen biết ai ở trong làng này về chơi á, là người ta rất là quý luôn quý vị. Khu vực dưới này là trung tâm của thôn này. Có căn nhà mà xây như thế này thì phải nói là chắc có lẽ thuộc người giàu có nhất trong thôn này rồi quý vị. Đó. Xóm như này thấy giàu hơn. Còn nhà xây dạng giờ biệt thự mini, dạng mái thái đó quý vị. Cái xóm trên kia thấy nghèo hơn đó quý vị, xóm này thấy giàu hơn này. Đấy. Xuống đây Pháp thấy tươi mới hơn hẳn luôn. Cộng Tơi à? Ừ. Thôn Cộng Tơi. Thôn Cộng Tơi. À Cộng Tơi hả? Hay vậy. Trên này là hàng ớt. À. À, đi thẳng đường này là có thể là qua Tà Nung luôn. À dạ. Sao ở đây là gọi là thôn Cộng Tơi vậy cô? À, không biết luôn. Cô ở đây lâu chưa? Dạ. Không biết luôn, hồi trước có vô đây lần nhưng mà lâu lắm rồi. Bây giờ mới quay lại ấy. Thấy lạ quá. Cảm ơn cô nghe, con đi đã. Đây là thôn Cộng Tơi đó quý vị ha. Nói chung cái giọng nói của mình đã khó nghe rồi thì nghe họ nói cũng khó nghe hơn nữa. Nên mình không biết là Cống Trời hay là Cộng Trời. Chắc là thôn Cộng Trời đó quý vị.
bà con ở đây nếu như mà mình bắt chuyện thì họ rất là sợ lợi luôn. Bây giờ đi ra lại không biết câu lạc không đây nữa. Đó, nhà của bà con ở trên đó, nhưng mà ruộng vườn, rẫy, nương của bà con ở dưới này cũng rộng lắm quý vị ha. Ở đây có mấy cây ổi nè, đi hồi nãy giờ mệt lắm rồi. Từng trái ổi gì ngon ngon hãy ăn miếng này. Bây giờ nó nằm ở trên cao luôn á. Ở dưới thì người ta hái hết rồi. Thôi, khó quá thì bỏ đi luôn quý vị. Đấy, đồng trồng đủ thứ cây luôn quý vị ha. À, ngô, sắn, bắp, cà phê, dâu tằm, khoai lang đấy. Khoai lang là người ta trồng xen canh thôi quý vị. Với những cái nương rẫy cà phê như thế này, người ta có thể thả vài ít khoai lang xuống đó. Rồi 2-3 tháng sau thì lại cho thu hoạch để kiếm thêm thu nhập đó quý vị ha. Còn cà phê là cây trồng cây lâu năm rồi. Đấy, bây giờ người ta bà con thu hoạch khoai lang đến kìa. À, kính thưa quý vị, bây giờ cũng khá là trưa rồi. À, mình rời khỏi cái thôn này thôi để quay về với thành phố Đà Lạt. Điều này giờ khá là đói bụng rồi quý vị. Hồi sáng mình chỉ uống ly cà phê rồi rồi chạy luôn thôi, tranh thủ chạy luôn thôi chứ không có ăn sáng này. À, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã quan tâm, đồng hành theo dõi cái đoạn clip vừa rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Bye bye, xin chào tạm biệt quý vị.